kết luận á, bây giờ bên pháp y cũng mổ tử thi rồi, bây giờ mình kết luận là như vậy nè, trước khi vợ chồng cãi giả, mình lấy cái lời nói của ổng thôi, trước khi vợ chồng cãi giả có chịu ạ, là chị có bị quýnh ở sổ, là nấu là một cục tầm như cái chén đó, rồi trong lúc đó là ổng nói chị Hà là nhảy xuống sông là lúc đó có thì ổng bỏ vô bao, ổng bỏ đá, ổng neo luôn. Không, cái đó theo mình có là cái lời mà bình luận mà trên cộng đồng mạng hiện bây giờ người ta cũng đang xác định như là như vậy, bỏ vô bao neo đá luôn. Quá là ghê rồi, quá là gọi là hiện trường, quá là hay luôn. Tí nó mà không, nó mà không nổi lên lúc 12 ngày đó là chắc chắn là mất luôn, là êm luôn. Bởi vì hắn tính là hắn bỏ vô bao đó, hắn neo đá là nó phi tang luôn. Ừ. Hắn phi tang luôn, nhưng mà không ngờ đó là thợ lặn dưới cái dạng ở dưới mà người ta nói phải dùng cái móc câu của chị Hà này thì nhiều báo mộng, mà chỉ nói là chỉ chức quan là người ta dùng móc câu là tôi nói là 12 ngày đêm mình vẫn tìm kiếm mà. Đúng rồi. Là cuối cùng đó là đưa cái này dàn móc câu xuống móc vô bao cái độ mà nó xị thở thịt cái xác nổ lên luôn đó. Còn mà ngay cả cái chức năng luôn đó. Còn cái vấn đề mà anh nghĩ như vậy, nhiều người hầu như là 100% nghĩ như vậy, nghĩ là đều do anh Tuấn, nhưng mà theo anh là tại sao anh tại ngoại? Không được. Không có, bởi vì người ta phải trả tự do trong lúc này. Phải trả tự do, nhưng mà công an người ta vẫn vừa dọc một người điều tra, chứ không có thả lỏng đâu. Bởi vì trong lúc này á, là người ta đang điều tra gấu ghiếp, nhưng mà có thể ổng cũng phải vào cuộc rồi, nhưng mà không, thả lỏng là thả lỏng, nhưng mà ta vẫn điều tra. Bởi vì một bữa hai bữa thì hành sự nó lên nó mời xuống điều tra, một bữa hai bữa mời xuống điều tra hoài vậy đó, điều tra nào ra thôi à. Tại sao mà cái xác chị Hà á mà nằm ngay trong chiếc xà lan luôn, mà lúc mà đi tìm kiếm á thì độ mà ổng là ổng chỉ hướng này hướng kia hướng nọ, ổng chỉ chỗ khác không à, mà thợ lặn người ta quyết định là ngay trong chỗ đó, chị Hà nằm ngay đó luôn á. Chính xác. Tại sao mà chị Hà đó mà kêu ông đi kiểm soát là ông lặng là biết là bà Hà nằm ngay trên chiếc xà lan, nó chết nằm đó đó. Nó mà gà tới gà lui là ông chỉ ông kia đi kiếm chỗ này chỗ kia đám lục bình gì, mà sự thật là lúc chị Hà nấu lên ngay trên chiếc xà lan luôn. Đó là nguyên do công an hành sự cả cộng đồng mạng 4-5 ngàn người đó, rồi tôi nói đúng là sai. Anh là một gọi là người chuyên nghiệp ở dưới quê, anh làm cái nghề dưới đất dưới biển thì anh biết rõ đúng không? Quá khá là tốt. Đúng rồi. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh ấy, nếu nghề biển tôi lặn ở dưới, tôi ngủ dưới nhà đi dưới biển luôn á. Dạ rồi. Dạ, anh có góp ý gì nữa không? Em cảm ơn anh. Em có góp ý gì nữa không? Anh cho chị uống cái gì mà chị phải lao đảo rơi xuống sông? Hả? À, theo cái phân tích của bà con bác bảo rằng là Tuấn á, nó cho chị Hà té xuống sông thật, để cho chị gọi là trong cái phổi chị có nước á, phổi chị có nồng độ cồn đó, thì người ta xét nghiệm, người ta pháp y, người ta nói rằng là chị té sông do bị say xỉn nồng độ cồn. Nhưng mà đằng sau cái câu chuyện này nè, là một cái gọi là nó chủ đích hết rồi nha. Và ông Tuấn này không những là góp sức chỉ một người đâu, mà em là người góp sức cả và là mấy người tham gia vào cái vụ việc của tập đoàn xà lan này nha. Một mình anh Tuấn là không thể nào, và cũng có rất là nhiều comment cho rằng là ông này ông nó chói chị đó, ông nó cột lại, ông lấy cái võng mà kín nước á đó, ông cột lại xong rồi ông quăng xuống dòng sông, mà ông này gọi là cũng neo dưới cái xà lan rồi, nó cho nên cái xác á nó không có trôi đi đâu được hết đó. Nhiều người cũng đặt ra cái câu hỏi là tại sao nó không trôi, đúng không bà con? Đó, xin chào tất cả mọi người nha, chúc tất cả buổi tối vui vẻ. Mọi người ai xem like mà quan tâm vụ việc của chị Kim Hà đừng quên bấm cho em cái nút like nha, cảm ơn cả mọi người rất là nhiều đó, lên tiếng tới cùng mọi người. Và ngày hôm nay là tất cả sẽ cùng nhau gọi là đi đòi công lý nha mọi người, công bằng công lý cho gia đình Kim Hà. Mọi cái ánh mắt nhìn bây giờ gặp Tuấn Tuấn xà lan á, thì điệp viên của em hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay, là cũng đã có mặt tại dòng sông Phạm Cống ngay ở Cần Thơ á, thì họ cho rằng là Tuấn vẫn gọi là đang rất là tự nhiên, vẫn ngồi ngang nhiên ngồi dưới gầm cầu để mà ngồi hút thuốc, ngồi uống xì tin đó.
và làm bài lon bia với các bạn nhậu. Ấy trời, nó ra tay với vợ. Con của anh thì không có cháo mà ăn, con của anh không có cơm mà ăn còn đi nhậu. Một đồng bạc thôi mà anh còn không cho con ăn được. Mà anh lên mạng anh nói rằng là anh nhớ con, anh nhớ cái mốc gì thì anh nhớ cái mẹo gì, anh nói thẳng cho cái đầu mạng biết đi. Đó. Và chính con của anh là người nói rằng là anh ba con là người ra tay. Đó, em nói ra tay cho nó nhẹ nhàng nhưng mà cái từ ngữ nó độc địa hơn nhiều. Đó, nói ra tay cho nó nhẹ. Đó, thì chính người thân trong gia đình mà nói cái câu đó tại là thì sao? Tại vì cháu Linh đã nhiều lần thấy bố mình ngày đêm gọi là đi cờ bạc, đó, đi nhậu nhẹt say xỉn về nhà. Xong bắt đầu là kêu chị Hà là tiền mày để đâu? Tiền mày để đâu hả Kim Hà? Đấy, chị Hà không cho, bắt đầu là ra tay với vợ. Ra tay với vợ thì cháu Linh nó chứng kiến cái hoàn cảnh đó. Ngày đêm nó đi học về, nó chứng kiến cái hoàn cảnh đó thì nó tin chắc là ông này ông sinh hận. Ông sinh hận thì ông tìm cách để mà ra tay với chị Kim Hà thôi. Đây là cái điều hiển nhiên nha. Đó, mọi người biết em đang ở đâu? Mọi người biết em đang ở đâu? Mọi người comment phía dưới giúp em nha. Đó, vừa đi đường vừa trò chuyện cho tất cả quý cô chú chị nè. Đấy, thì cái vụ việc nó sẽ không dừng lại tại đây đâu. Đó. Và em sẽ theo dán là sắp tới Tết Nguyên Đán rồi thì kết thúc cái vụ này càng sớm càng tốt đi bà con. Vụ này phải kết thúc càng sớm càng tốt đi. Tập đoàn Xà Lan, những cái người khả nghi nhất bây giờ, Tuấn, Xà Lan, Ăn Bán Cám, Dì Năm, Được Mười, Dì Mười, những cái con người này là đều là bên dòng họ nhà anh Tuấn và chỉ có chúng nó mới bên nhau được thôi. Tại vì bên bố mẹ chị Kim Hà là không ai có thể làm cái điều đó với con mình cả. Đó. Đấy là lý do vì sao nha. Mà kể từ lúc chị Kim Hà mất là ông Tuấn thì ông giàu sụ lên một cách gọi là nhanh chóng. Đó, một cách rất là ngạc nhiên luôn. Em không hề hiểu nổi là tại sao ông này ông giàu như vậy. Hay là vì ông nó gọi là có tiền, ông mua chuộc được. Và tại sao một đêm mà có 5 tỷ, một đêm mà hắn tự tin, hắn thách thức A Xin là mày mà tìm được cái chứng cứ để mà bỏ tù đó, thì tôi tuyên bố sẽ cho A Xin 5 tỷ. Ông lấy tiền đâu ra? Cái từ lúc mà chị Kim Hà mất ấy, là đã không xuất hiện cái mặt lờ của ông rồi đó. Không xuất hiện được cái mặt lờ của ông Tuấn này rồi. Chúng ta không tin tưởng được rồi. Đó, cái giọng điệu, cái khuôn mặt lười ăn, lười làm, nhậu nhẹt, cờ bạc, chất tán, chắc chắn là chúng ta không tin được rồi đó. Đúng bà con. Đó, em xin chào 83 người đang xem like nha. Mọi người xem like đừng quên bấm cho em cái nút like bên tay trái màn hình đó mọi người. Đó, mọi người bấm cho em nút like bên tay trái, ủng hộ vụ việc của chị Kim Hà ra ánh sáng. Đó, cũng như là tiếp thêm cái động lực để cho cái live stream này nó có sự lan tỏa mọi người. Tại vì nó biết rằng là nhiều người tương tác vào cái live stream này thì sẽ được nhiều người biết đến. Đó, cho nên là mọi người từng tiếc em một like nha. Đó, và cái vụ việc này sẽ ra ánh sáng sớm thôi em thật mọi người. Chừng nào mà Tuấn chưa đi tù, cũng như là chừng nào mà Tuấn không lên cầu đầu mạng, nó giải thích là vì sao chị Kim Hà lại chìm xuống 12 ngày không thèm nổi lên, mà tại sao cái xác của chị nó chưa phân hủy, nó gọi là nó chưa bị cắt đòi bỏ đó, nó chưa bị dòi bỏ, nó cấu rỉa, nó chưa bị các vi sinh vật đó cấu rỉa, thì anh Tuấn hãy lên mạng giải thích đi. Và tại sao đó, anh lại nói rằng là anh vợ anh té sông, nhưng mà chị Hà nói thật mọi người là đâu có gọi là đâu có bị say xỉn, đâu có bị bầm dập, hay là cũng đâu có bị trầm cảm hay tự kỷ gì đâu, mà chị lại tự xử đó, chị nhảy xuống sông. Anh thật mọi người, ai mà làm trong cái nghề xà lan này người sẽ hiểu là trước khi mà ta lái xà lan á là người ta đã được tập huấn học bơi hết rồi, học bơi lội là biết bơi hết rồi nha. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là tại sao anh ở trên thuyền á anh không quăng dây xuồng xuống, anh biết chị đang gọi là té đúng không, anh biết chị té mà anh không quăng, anh nhảy xuống anh cứu đó, chồng vợ vợ chồng kiểu gì đó. Cái điều mà cầu đầu mạng bức xúc như là người ngoài thì em không nói, nhưng mà đây á chính là người tay ấp mặt gối đó, mà một người gọi là chung giường với chị Kim Hà mà còn nỡ lòng nào ra tay, mà trong khi đó cái vụ việc này gọi là gần phải nói là 8 tháng trôi qua mà chưa có kết quả. Thì đấy em hỏi mọi người, bà con gác phải bức xúc chứ đúng không? Bà con gác phải có lý do của họ chứ. Đó.
Cho nên là những cái phân tích của em là sẽ là gọi là bằng chứng trước tòa đó, để cho kết tội ông Tuấn này đó, cho ông Tuấn này một cái bản án nha mọi người, cho ông Tuấn này một cái gọi là bản án đi. Thì em nói thật mọi người là bây giờ là tập đoàn Xà Lan nó khá tự tin về cái bằng chứng của nó đó. Nhiều người cũng gọi điện cho em chia sẻ những cái đoạn ghi âm phân tích của tất cả mọi người, tại vì nhiều người á, nhiều người sợ rằng là Tuấn biết danh tính, biết cái số điện thoại, cho nên là Tuấn sẽ gọi là truy tới nhà lên để Tuấn khử mọi người. Tại vì nhiều người á, người ta biết là Tuấn ra tay trong đêm đó rồi, nhưng mà nhiều người không dám lên tiếng. Cho nên là người có những người gọi là khẳng định 100% là Tuấn ra tay đó. Khẳng định 100% là Tuấn ra tay đó. Bây giờ anh Tuấn có gì có ngon á thì lên cầu đầu màng giải thích đi, giải thích những cái câu hỏi của quý cô chú chị đi đó. Quá là nhiều điều vô lý luôn, và bây giờ chỉ có trời mới cứu được thôi đó. Thì năm dựng mười ra nói đi, tại sao ông bà mà suốt ngày gọi là bên cho Hồng Tuấn đó? Thì năm dựng mười nói là tại sao suốt ngày bên cho Hồng Tuấn. Hồng Tuấn có sai lè lè ra mà tại sao suốt ngày bên đó? Thì năm dựng mười trả lời đi, quá là bức xúc bà con. Vụ việc này bây giờ là em nói thật mọi người, lên tiếng tới cùng luôn nha. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 11 rồi, sắp bước sang tháng thứ 8 rồi, chìm xuồng mà chưa có kết quả. Thì thật sự phải nói là YouTuber nó thật mọi người là bỏ cuộc gần hết rồi đó. Hy vọng là ai mà đang theo dõi vụ việc của chị Kim Hà đừng quên bấm cho em cái nút like đó. Chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ nha. Xin chào 115 người đang xem live đó. Bà con các bác ủng hộ em một cái nút like bên tay trái màn hình nha, cái ngón tay đi lên mọi người bấm rồi giúp em, để có thể là được nhiều người biết đến, cũng như là lan tỏa cái live stream này đến tất cả cộng đồng mạng trên cả nước nha. Anh Tuấn cứ cho rằng anh căng căng là anh không có ra tay. Khi em thử hỏi mọi người, anh ra tay chẳng lẽ anh nói anh thấy có đúng không? Bây giờ anh không ra tay thì anh có ra tay trực tiếp hay là gián tiếp hay không đó? Và Bộ Công an sẽ gọi là làm việc với anh trong cái thời gian sớm nhất nếu mà chúng ta tìm được các bằng chứng nha. Và để đạt được cái điều đó thì cô chú chị hãy gọi là chờ đợi, cũng như là hãy tương tác mạnh mẽ để cho cái vụ này nó không chìm xuồng được nha. Vụ việc của chị Kim Hà vẫn chưa bao giờ gọi là hết hot nha bà con đó. Nếu mà Tuấn á đi làm những việc thiện nguyện giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn á, dùng cái số tiền vào những cái việc chính đáng á, để giúp đời á, thì người ta không nói đâu. Tại vì anh tuy rằng là anh có cái máu chiếm đoạt thật, nhưng mà anh cũng gọi là giúp đời, anh giúp bà con các bác dưới dòng sông Vàm Cống, người ta không có nói đâu. Anh dùng tiền thì anh đi đắt ga, anh trả được nợ rồi, anh kêu gọi là đòi chị Hà chỉ vì cái số tiền 1 triệu. Em thật mọi người, một cái chuyến hàng của chị Kim Hà thôi là đã cả mấy triệu đồng rồi đó. Anh nói đòi chị Hà vì cái số tiền 1 triệu, ai có tin, có ai tin anh không đó? Anh nói như thế có ai tin anh hay không đúng không bà con đó? Mọi người có đồng tình với em mọi người giúp em một like nha, bấm cho em nút like nha đó. Mọi người thấy đồng tình hay là đồng quan điểm với em, mọi người cứ bấm like để em biết rằng là mọi người đang cũng đồng ý kiến với em đấy. Anh sống như vậy mà anh coi được hả anh Tuấn? Cho cái lúc mà chị Kim Hà vất vả đi kiếm tiền á thì anh lại là đi chơi. Anh là chân tay có đó, đàn ông trai tráng mà để vợ con nuôi. Rồi bây giờ anh đuổi cả con, đuổi cháu Linh ra khỏi nhà để anh và chiếm đoạt tài sản. Anh tranh giành với cháu Linh, cháu Linh nó còn nhỏ mà. Anh tranh giành với cháu Linh để làm cái gì? Anh ham tiền đến mức đó à? Và lúc mà người ta giao tiền á, lúc mà người ta gọi là giao hàng xong á thì người ta không đưa tiền cho anh Tuấn đâu, tại vì người ta biết đưa tiền cho anh Tuấn thì nào cũng mất à. Anh nợ nần, anh chơi thua cờ bạc thì anh thua mấy trăm triệu thì không nói. Khi anh xin chị Hà cũng cho anh vậy, đằng nào cũng là vợ chồng với nhau đó. Đằng này anh chủ đích, anh tìm cách để mà nhấn chìm chị xuống cái dòng sông Vàm Cống đó. Anh biết một trong những sự ra đi gọi là kinh tởm nhất, sợ nhất, đáng sợ nhất đó chính là chết ra đuối mọi người đó, là chìm xuống nước đó, đó. Thì cô chú chị là biết rồi, biết là Tuấn nó ra tay như thế nào rồi, nó làm như vậy là nó không còn tình người rồi. Cho nên cô chú chị cứ mạnh tay giúp em nha.
đừng có bên thằng Tuấn. Ai mà bên thằng Tuấn là chỉ có gia đình dòng họ nhà Tuấn mới bên nhau thôi, chứ không ai bên được. Nó cái đạo làm người nó còn không có, cái đạo tình cha con nó còn bỏ con nó được đó. Thì thằng này á, cái thằng gọi là hai mặt, em có chú chị. Và đây cũng là những cái gọi là thông tin mới nhất để em muốn kính gửi đến tập đoàn Xà Lan cũng như là toàn thể bà con cô bác đang theo dõi cái vụ việc của chị Hà này. Thì mọi người hãy bấm chìa cái nút like nha, 39 like, mọi người giúp em 50 like đi đó. Chúng ta đang làm những cái việc là thiện nguyện để giúp đỡ những cái hoàn cảnh, đặc biệt là gia đình nhà chị Kim Hà, có thể là mau chóng sớm đòi được cái công bằng cho con gái của mình. Đấy là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai,